bub. Yeah, the flower. Yummy. Oh, look at the flower. So pretty. Này là cây borage. Tự nhiên nó mọc lên rồi, mình không có trồng. Mà những cái bông này mình ăn được. Và cái lá mình cũng ăn được nữa. Nhiều những nhà đầu bếp mà nổi tiếng đó, ở những nhà hàng mà năm sao đó, họ dùng cái bông này á, cho dùng để mà trang trí trên đĩa đó. Nó nhìn nó rất là đẹp. Và có những con bi nè, những con ong nè, nó thích cái bông này lắm. Không có bón phân gì hết á, tự nó lên như vậy đó. Dạ, mình có thể hái lá ăn nó giống như là dưa leo vậy đó, hoặc là cái cọng mình lột cái vỏ ngoài ra mình ăn như leo vậy đó. Rất là nhiều mấy con bi á, thích cái bông nữa. Đây có con ong. Đây con ong nữa nè. Cây này á, nó nhiều ong lắm á. Đây có con ong nữa nè. Cây này á, nó giống như là quy vậy đó. Nó mà rớt ở đâu á, là nó sẽ mọc lên cây con. Mới đây á, mà nó rớt xuống đây, nó đã mọc lên mấy cây con rồi nè. Một cây ở đó ha. Ở đây cây con nữa nè. Ở đâu cũng có nó hết trơn á. Mà cái cây này á, cái bông nó có tới hai màu đó, màu hồng với màu tím. Xinh lắm nè. Có con ong tao vậy đó. Cái lá nó như vậy nè, thì nó mình đụng vô nó ngứa, nhưng mà nếu mà mình ăn á thì mình sẽ cắt nhỏ ra, mình bỏ trộn như salad á. Mình hái những cái lá non, lá nhỏ, lá non vậy nè. Ăn salad thì mình hái những cái lá non, còn mà mình muốn xào á. Còn muốn xào á thì mình sẽ hái những cái lá già, lá to hơn, hoặc là mình sẽ cắt những cái nhánh này nè, cái mình lột cái vỏ ngoài ra, mà nó mọc lớn như vậy nè, cái thân nó rất là to nhưng mà cái rễ nó rất là ngắn, nó mọc ở trên mặt đất á, cái rễ nó không có đi sâu lắm, cho nên nó rất là dễ bị ngã xuống, cho nên mình phải lấy cái mình đỡ cho nó lên. Rồi khoảng khi mà nó nở bông, bây giờ đầu mùa xuân ha, giữa mùa xuân nó nở bông tới cỡ khoảng mùa hè đó, đầu mùa hè nó nóng quá thì nó sẽ chết. Cắt nó, mình cắt hoặc là mình nhổ nó, rồi mình sẽ rải, mình làm phân, mình rải lên. Cho nên mình trồng cái cây này á, vừa có công dụng là ăn, mình có thể ăn được, mình có thể làm mulch, và mình có thể dụ những con bướm, con ong lại vườn của mình. Cho nên cây này á, mình khuyến khích là các bạn nên trồng ha. Cây này là borage, mà cái bông nó rất là xinh. Mình có thể bỏ vô trong nước đó, là mình bỏ vô trong lông nhân đá đó, mình làm cái ice block đó, nhìn rất là đẹp. Rồi vào mùa hè đó, cái mình sẽ thả những cái đá nhỏ đó mình vô trong những cái ly nước đó, nhìn rất là đẹp. Hôm nay mình sẽ thu hoạch những cái bông này và mình sẽ làm cho các bạn coi nha.